tài sản độ giàu có của ông hoàng phim giác hứa khải sức hút của bộ phim em đẹp hơn ánh sao khiến hứa khải đàm tùng vận được công chúng quan tâm hơn tới cuộc sống cá nhân hứa khải nhận được sự quan tâm của công chúng khi đóng phim em đẹp hơn ánh sao cùng đàm tùng vận hứa khải là diễn viên có sự nghiệp thăng trầm dù chỉ mới gia nhập làng giải trí chưa lâu anh bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu sau đó hứa khải may mắn lọt vào mắt xanh của biên kịch vô chính và được hết lòng lăng xê khi ghép đôi cùng bạch lộc khi ấy cả hai chỉ là những diễn viên trẻ tay ngang nhưng hợp tác ăn ý được tham gia loạt phim chiêu giao trường quân sự liệt hòa vì xuất thân là người mẫu nên hứa khải có ngoại hình sáng giá anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Hứa Khải chịu khó thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau, những bối cảnh phim đa dạng từ kiếm hiệp, thời dân quốc, cổ trang cung đình đến đô thị hiện đại. Tên tuổi Hứa Khải vụt sáng năm 2018 với vai phú sát phó hàng trong phim, Diên Hy Công Lược. Sau thành công của bộ phim, tên tuổi của nam diễn viên xuống dốc dù anh tích cực tham gia diễn, xuất, khi em mỉm cười thật đẹp, thượng thực bộ phim hứa khải hợp tác cùng Dương Mịch Lạc, định luật tình yêu 80 phần 20 bị chê thậm tề. Vì vậy, anh cũng bị mang tiếng ông Hoàng Phim Giác. Dù là ông Hoàng Phim Giác, nhưng hứa khải vẫn có dự án phim tham gia đều đặn. Vì thế, hứa khải vẫn có nguồn thu ổn định từ cát xê đóng phim. Trong bộ phim đang gây sốt, em đẹp hơn ánh sao, hứa khải nhận cát xê 14 triệu nhân dân tệ khoảng 48 tỷ đồng. Số tiền của anh cao hơn đàm tùng vận khi cô nhận cát xê 11 triệu nhân dân tệ, khoảng 38 tỷ đồng. Trước đó, Kiêu Kiêu gây chú ý với bài viết tiết lộ về mức cát xê của dàn diễn viên chính, thừa hoan, ký. Theo đó, Dương Tử đứng đầu danh sách với mức cát xê 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 175 tỷ đồng thù lao diễn xuất của Nam Trình Hứa Khải là 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài đóng phim, Hứa Khải còn có thu nhập thêm từ diễn thời trang, đóng quảng cáo, xuất hiện tại các sự kiện của các nhãn hàng. Hứa Khải cũng mới chia sẻ với truyền thông Trung Quốc về việc nếu không đóng phim, anh sẽ chọn phát triển lĩnh vực ẩm thực. Tôi cũng muốn làm về ẩm thực tôi thích ăn uống và mong bản thân có thể khám phá ra được nhiều món ăn ngon sau đó tổng hợp lại và có thể mang đến cho mọi người những người đam mê ăn uống như mình có thể thưởng thức đồ ăn ngon mỗi ngày hứa khải nói trước phim thừa hoan ký sự nghiệp của hứa khải ngày một tuột dốc kể từ phim diên hy công lược nhiều năm trôi qua hứa khải chưa có thêm quả ngọt nào anh bị gán cho biệt danh ông hoàng phim giác thế hệ mới vì liên tục có những phim bị đánh giá, thảm họa như khi em mỉm cười rất đẹp. Lạc Du Nguyên, Định Luật, Tình Yêu 80 phần 20, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Trong năm 2021-2022, Hứa Khải có 6 bộ phim, số lượng gần như áp đảo so với các nam diễn viên cùng độ tuổi. Trong đó điểm đa bần không có một bộ phim nào trên 6 và một nửa trong số đó dưới trung bình chẳng hạn như phim định luật 80 phần 20 của tình yêu đạt 5,8 điểm, lạc lối dưới lòng côn luân đạt 3,9 điểm, khi em mỉm cười rất xinh đẹp đạt 3,1 điểm, ly hành ta đạt 4,9 điểm việc phát hành phim liên tục nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với số lượng chưa kể đa số các phim danh tiếng đều không nổi bật khiến khán giả trung quốc đặt ra câu hỏi liệu hứa khải có đang được các đoàn phim nâng đỡ một cách bất chấp thực lực hay không và việc vào đoàn liên tục không ngừng nghỉ của hứa khải trong mấy năm gần đây trong khi diễn xuất càng ngày càng kém đi khiến anh bị chỉ trích nặng nề tuy nhiên Đến vai Diêu Chí Minh của phim Thừa Hoan Ký, anh có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục hơn. Theo thống kê từ Data Win, nhân vật Diêu Chí Minh của Hứa Khải Hiện đang hot nhất phim Thừa Hoan Ký khi có chỉ số nhiệt độ chiếm đến 43%, cao hơn cả mạch Thừa Hoan của Dương Tử là 40%. Sau một tuần phim lên sóng, tên tuổi Hứa Khải cũng phủ sóng. Trong khi trên V-Link Kích, Hứa Khải đang làm sao Nam có chỉ số nhiệt độ cao nhất trong bảng xếp hạng nhân vật ngày, thành tích mà đã rất lâu rồi Hứa Khải chưa đạt được. Nhờ cách thể hiện vai chàng tổng tài Diêu Chí Minh duyên dáng, Hứa Khải nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, nhiều trích đoạn hình ảnh biểu cảm thú vị của Hứa Khải gây sốt. Anh cũng được khen có diễn xuất tiến bộ tại Việt Nam. Không ít khán giả cho rằng Hứa Khải đang dần dần được chú ý và yêu thích hơn cả. Dương Tử trong phim, từ khóa về Hứa Khải cũng từng làm mưa làm gió mạng xã hội Weibo, càng minh chứng cho việc sau năm này đã tìm được chiếc phao cho sự nghiệp của mình ở phim Thừa Hoan ký. Hiện, phim Thừa Hoan ký đã kết thúc với các thành tích đáng ngưỡng mộ, rating chiếu đài CVB 1,743%. Phim lập kỷ lục về nhiệt độ cao nhất cho phim truyền hình đô thị trên Tenen Video. Kể từ khi phim Thừa Hoan ký được phát sóng, lượng người hâm mộ Hứa Khải đã tăng lên trên tất cả các nền tảng. Tính trong 20 ngày từ 9 tháng 4 đến 28.4, Weibo tăng thêm 647.000 người theo dõi. Đô Hin tăng 205.000 người theo dõi, Instagram tăng 46.000 người theo dõi, chỉ số WeChat hứa khải vượt 100 triệu view trong 10 ngày đạt đỉnh 174 triệu view, chỉ số WeChat của Diêu Chí Minh vượt 100 triệu view trong 7 ngày, đạt đỉnh 178 triệu view. Bảng xếp hạng vi linh của Diêu Chí Minh vượt mốc 9 điểm trong 8 ngày, đạt mức cao nhất là 9,04 điểm phim thừa hoan ký đã kết thúc với thành tích tốt khiến cho sự nghiệp hứa khải khởi sắc nam diễn viên chia sẻ lịch trình tháng năm gây choáng ngợp khi làm việc với loạt thương hiệu tạp chí sự kiện thời trang ngoài ra anh còn đang gấp rút hoàn thành phim tử dạo quy thừa hoan ký đang là phim truyền hình trung quốc được khán giả quan tâm phim có hứa khải và dương tử đóng chính lên sóng vào thời điểm các dự án nổi bật như giữ phượng hành truy phong giả đều kết thúc khiến sự chú ý của khán giả dành cho thừa hoan ký tăng cao hơn hiện sau thời điểm phát sóng hai vai diễn của hứa khải dương tử đều lập thành tích tốt theo thống kê của vi linh kích ở chỉ số nhân vật phim truyền hình vai của hứa khải diêu chí minh và của dương tử mạch thừa hoan có lần lượt điểm số là 9,01 và 9,07 điểm, cả hai vai này đều đang giữ top 1 và top 2 của bảng xếp hạng Vi Linh Kích. Có thể nói, hiếm phim truyền hình Trung Quốc nào mà cả hai nhân vật chính đều vượt mốc chính điểm. Trước đó, giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh chỉ có mỹ nhân họ Triệu đạt được cột mốc này, Lâm Canh Tân dù đảm nhận vai nam chính nhưng thường bị tụt hạng sâu so với các ngôi sao khác có phim lên sóng cùng thời điểm. Về chỉ số phim chiếu đài, Thừa Hoan ký cũng chiếm top 1 với 84,37 điểm. Trước đó, vào thời gian đóng máy Phim đã nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng, đặc biệt là nữ diễn viên Dương Tử đã nhận nhiều tranh cãi vì nhan sắc, ngoại hình già mà vào vai trẻ trung. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khi phim lên sóng, lại không ít người khen ngợi Dương Tử có nhiều tiến bộ diễn xuất, dù ngoại hình vẫn là một trong những cản trở để cô nhập vai tốt hơn. Ngoài ra, nam minh tinh Hứa Khải cũng được nhiều khán giả đánh giá đã có sự tiến bộ rõ rệt anh được khen điển trai, chứng chạc diễn xuất cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Hình tượng của anh phù hợp với bạn diễn Dương Tử không bị chuyện tranh lệch tuổi tác ảnh hưởng. Thể loại phim truyền hình đô thị lãng mạn vốn không được nhiều khán giả ưa chuộng. Do đó, việc hai nhân vật của Dương Tử và Hứa Khải tạo được ấn tượng với khán giả cũng phần nào cho thấy sự thành công của phim Thừa Hoan Ký xoay quanh chuyện đời của nữ chính mạch thừa hoan dương tử cô vốn có công việc ưng ý cùng một người bạn trai lâu năm hai người chuẩn bị tiến tới hôn nhân nhưng những tranh cãi khiến đám cưới không thể diễn ra theo kế hoạch bạn trai cũng biến mất sau đó mạch thừa hoan làm việc tại một khách sạn lớn trong vùng gặp gỡ tình yêu định mệnh của mình là diêu chí minh hứa khải